em go talk vì địa điểm là Nam Esamok. Bây giờ đào hay thế sung mồm sung trong bên phải. Ở đây go Dutre Traction, DTS. DTS, nếu Dutre DTS, địa điểm hết. Nếu địa điểm thay đá, đào sung trong gọt thay đá. Thưa tất cả quý vị và các bạn, cách thức mà bác sĩ vừa hướng dẫn là một trong những kỹ thuật của phương pháp trị liệu không dùng thuốc. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả đến những bệnh lý liên quan đến thần kinh và cột sống, đặc biệt là những bệnh lý như là thoái hóa cột sống hay là thoát vị đĩa đệm. Cụ thể của phương pháp này như thế nào? Chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay nhé! Thoái hóa cột sống là bệnh lý rất phổ biến. Theo số liệu thống kê từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, thoái hóa cột sống chiếm khoảng trên 60% số ca về chỉnh hình cột sống. Trong khi đó, có tới 30% dân số nước ta đang bị thoát vị đĩa đệm. Bệnh có nguy cơ tăng cao và xu hướng ngày càng trẻ hóa. Thông thường, hai bệnh xuất hiện ở người có tuổi từ 35-40 trở lên, nhưng một số yếu tố có thể đẩy nhanh quá trình thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, bao gồm quá trình lão hóa của cơ thể, kết hợp điều kiện sống khó khăn, ăn uống không đầy đủ, làm việc không đúng tư thế, lao động nặng, quá sức, tập luyện thể dục thể thao quá độ, trọng lượng cơ thể quá mức, khiến cột sống phải luôn gắn đỡ cơ thể. Đối với bệnh thoát vị đĩa đệm, nhờ tính đàn hồi nên đĩa đệm làm nhiệm vụ như một bộ phận giảm sốc, giúp cột sống thực hiện chức năng vận động như cúi, ngửa, nghiêng. Nếu vòng xơ bao ngoài bị rách, biến dạng, nhân nhầy thoát khỏi vị trí trung tâm hoặc đĩa đệm bị lệch khỏi vị trí, sẽ dẫn đến chèn ép vào rễ thần kinh, tủy sống, gây đau nhức tại chỗ và lan tỏa thần kinh. Thưa chú, không biết là chú có mắc những căn bệnh liên quan đến thần kinh cột sống hay không? Và những căn bệnh này nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chú như thế nào? Khi mà tôi đang ngồi thì đến khi tôi đang chuẩn bị đứng lên thì tôi thấy tự nhiên nó đau nhói cái lưng. Đau nhói lắm, giống như là có một cái vật lạ thì đâm vào lưng tôi á. Thì đến khi đi chụp phim thì nói là bị gai cột sống và thoát đĩa đệm gì đó. Các sinh hoạt như là đi đứng là leo trèo hay là bất cứ ngồi lên ngồi xuống thì hoặc là đi đứng người nó cũng không có đều được và di chuyển rất là khó khăn. Lúc đầu chị thấy đau nhưng mà chị không biết là bị bệnh gì. Sau khi đi chụp phim á, em ra thì mới biết là thoát vị đĩa đệm ăn lời 4-5. Chị là không có ngồi được, không có nằm đi đứng gì cũng nó khó khăn á. Phải chống gậy, phải khom. Ăn thì có lúc đứng ăn, có lúc thì nằm nghiêng ăn. Cô bị thoái hóa cột sống lưng, đi đứng rất là khó khăn và đau đớn. Cô uống thuốc để trị cột sống thì nó lại ảnh hưởng tới bao tử. Điều trị mà không uống thuốc như đây là cô rất là hài lòng. Bác sĩ chỉ chỉnh sửa cột sống với lại nắng xương lại đó. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Thưa tất cả quý vị và các bạn, để giảm những cơn đau liên quan đến thần kinh và cột sống, mọi người sẽ nghĩ đến việc uống thuốc hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên còn có một phương pháp nữa để chúng ta có thể giảm những cơn đau mà không cần phải uống thuốc hay đụng đến dao kéo. Đó chính là phương pháp trị liệu thần kinh cột sống, nắng chỉnh xương khớp. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ bác sĩ Edward, bác sĩ chuyên khoa về trị liệu thần kinh cột sống tại phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ. Xin chào bác sĩ Edward. Đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Hello everyone. Thưa bác sĩ, không biết là trị liệu thần kinh cột sống là gì và phương pháp này điều trị những bệnh nào thưa bác sĩ? Trị liệu thần kinh cột sống là chuyên khoa chăm sóc sức khỏe chú trọng đến các rối loạn của hệ thống cơ xương, hệ thần kinh và tác động của các rối loạn này lên sức khỏe tổng thể. Trị liệu thần kinh cột sống thường được chỉ định trong việc điều trị các vấn đề về hệ cơ xương và thần kinh như chứng đau lưng, đau cổ, đau khớp tay, khớp chân và đau đầu. Trị liệu thần kinh cột sống rất hiệu quả trong điều trị hầu hết các vấn đề về đĩa đệm ở các đốt sống lưng. Phương pháp này có thể điều trị và hỗ trợ cho những người đã từng qua phẫu thuật chữa trị các bệnh này nhưng vẫn còn đau hoặc khó chịu. Vậy không biết là phương pháp trị liệu thần kinh cột sống thì gồm những kỹ thuật nào ạ?
Nắng chỉnh hoặc điều chỉnh bằng phương pháp thần kinh cột sống là thủ thuật sử dụng các kỹ năng được đào tạo rất chuyên sâu và cao cấp trong nhiều năm của quá trình đào tạo bác sĩ thần kinh cột sống. Bác sĩ thần kinh cột sống sẽ sử dụng tay để nắng chỉnh các khớp của cơ thể, đặc biệt là ở cột sống, nhằm giảm các cơn đau, phục hồi hoặc tăng cường các chức năng của khớp xương. Kỹ thuật nắng chỉnh thần kinh cột sống là một kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ và hiếm khi gây ra khó chịu cho bệnh nhân. Bác sĩ thần kinh cột sống sẽ điều chỉnh cách điều trị đối với từng nhu cầu và tình trạng khác nhau của mỗi bệnh nhân. Bệnh nhân thường cảm nhận những thay đổi tích cực ngay sau khi được điều trị. Sau khi điều trị bằng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống nắng chỉnh xương xong, thì bệnh nhân sẽ được làm thêm vật lý trị liệu để việc điều trị được hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, không biết là phương pháp này dùng cho những đối tượng bệnh nhân nào và có chống chỉ định gì không thưa bác sĩ? Phương pháp này có thể thích hợp với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, không chỉ những người lớn tuổi hay những người gặp tai nạn, bị chấn thương ảnh hưởng đến cột sống, ngay cả phụ nữ mang thai và sau khi sinh cũng có thể dùng phương pháp này để xoa dịu những cơn đau lưng. Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh cũng được bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống khám nhằm kịp thời ngăn ngừa điều trị những bệnh lý liên quan đến cột sống. Trị liệu thần kinh cột sống cực kỳ quan trọng và hữu hiệu cho người cao tuổi. Khi chúng ta lão hóa, địa điểm ở cột sống, các khớp, dây chằng cơ và các tế bào cột sống khác trở nên yếu đi, mất nước và chứa nhiều xơ. Kết quả là các cơn đau cột sống từ việc thoái hóa khớp, viêm khớp trở nên nghiêm trọng hơn và thời gian phục hồi từ các chấn thương lâu hơn. Trị liệu thần kinh cột sống là phương pháp an toàn, tuy nhiên trong một số trường hợp thì phương pháp này không phù hợp. Chẳng hạn như bị nhiễm trùng xương và gãy xương, những trường hợp này vẫn cần sự hỗ trợ của các thuốc hoặc là phẫu thuật. Trong trường hợp đó, phương pháp chỉnh nắng khớp xương có thể hỗ trợ song song với các phương pháp điều trị cổ điển. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tránh được thao tác trực tiếp lên những khớp xương đang bị suy yếu. Và bây giờ Minh Toàn rất là muốn biết những kỹ thuật để chúng ta có thể điều trị những căn bệnh như là thoái hóa cột sống hay là thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ có thể thực hành giúp được không ạ? Welcome to follow me and assist to this consultation. Theo như những gì tôi thấy được trên phim MRI, thì cột sống của bác bị thoái hóa khá nhiều, đặc biệt là những đĩa đệm gần cuối cột sống thắt lưng. Cột sống L5-S1 bị trượt, đĩa đệm tầng L4-L5 và L3-L4 bị lồi ra và chèn ép dây thần kinh hai bên. Đó chính là lý do tại sao bác bị đau lan xuống mặt sau của hai bên chân. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra phản xạ trên hai chân của bác để thấy được mức độ chèn ép dây thần kinh. Phản xạ bên trái thì còn tốt, nhưng phản xạ dây thần kinh S1 bên phải thì bị giảm đi. Đây cũng đúng như là chúng ta đã thấy trên phim MRI, đó là đốt sóng L5-S1 bị trượt. Bây giờ, tôi sẽ tiến hành thêm kiểm tra các đốt sóng trên người bệnh nhân trước khi thực hiện phần chỉnh nắng để mở rộng các khớp xương, đốt sóng và làm giảm áp lực trên các dây thần kinh. Tôi đang kiểm tra sự di chuyển của từng đốt xương trên cột sống cùng với khớp cùng chậu. Tôi có thể thấy được là khớp cùng chậu bên phải đang bị xoay đi và chúng ta nên chỉnh nó lại để giúp các khớp được hồi phục. Tuy nhiên, trước khi tiến hành điều chỉnh, tôi sẽ dùng máy kéo để thực hiện phần kéo giãn cột sống và mở rộng đĩa đệm. Nếu bác cảm thấy đau hoặc có gì khó chịu thì bác ra hiệu hoặc là nói cho tôi biết nhé. Máy kéo giãn có tác dụng giảm áp lực lên các đĩa đệm, giúp cho dây thần kinh được phục hồi dễ dàng hơn. Trong quá trình máy kéo giãn cột sống để làm giảm các áp lực, tôi sẽ dùng tay để hỗ trợ thêm quá trình kéo giãn này. Đồng thời, tôi cũng sẽ tầm soát những đốt sống bị chèn ép nhiều hơn để tạo thêm lực kéo giãn cùng với máy để mở chúng ra. Và bây giờ tôi bắt đầu phần tập để thư giãn những cơ chân, để sau đó bệnh nhân đi lại thì cả phần khung xương chậu sẽ được linh hoạt hơn. Vì những áp lực ở chân cũng có thể làm thay đổi cả tư thế và rất khó hồi phục khi các cơ bị căng cứng. Khi bệnh nhân bị đau thần kinh tọa, nghĩa là dây thần kinh bị chèn ép từ trên vùng thắt lưng và gây ra cơn đau lan xuống hết chân.
Không chỉ đau mà có thể là tê hoặc yếu cơ. Nhưng giai đoạn đầu của bệnh là hiện tượng căng cứng các cơ. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tập để thư giãn cơ, giúp cho bệnh nhân được hồi phục nhanh hơn. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện phần chỉnh nắng cho bệnh nhân. Đầu tiên, tôi sẽ chỉnh nắng phần khung xương chậu. Bây giờ, bác nằm nghiêng qua nhìn bác sĩ. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Trị liệu thần kinh cột sống không chỉ tập trung vào phần cột sống phía trên, mà chúng tôi phải điều trị một số phần khớp khác trên cơ thể. Ví dụ như bây giờ, tôi nắn chỉnh phần khớp ở bàn chân. Bây giờ, mời bác ngồi lên. Hai tay ôm vào hai vai, cúi đầu xuống nhẹ, nào. Bây giờ thở ra, thả lỏng. Đây là phần nắn chỉnh vùng cột sống ngực. Đúng rồi. Ok. Bây giờ bác qua bên ghế ngồi. Quay qua phải. Rồi quay qua trái. Bây giờ quay lại qua phải. Thả ra. Được rồi. Nào, bây giờ quay qua trái. Bây giờ cúi xuống. Trị liệu thần kinh cột sống rất chuẩn xác và an toàn, nên thông thường bệnh nhân có thể giảm đau ngay khi vừa điều trị xong. Are you okay? Cảm ơn bác sĩ. Dạ, không có chứ. Điều trị xong bác cảm thấy như thế nào ạ? Mỗi lần điều trị gì ra thấy khỏe lắm con. Cảm ơn bác.